Đấy, hãy hô thật to nào. Ban tổ chức đã tắt loa rồi, các bạn hô thật to nào. Hô to nào, đúng rồi, hô to nào. Đấy, hai anh bắt cờ lên nha. Em ơi. Lần này là khán giả hô thật to. Phải lao như thế nó chưa bao giờ sao vậy, tiếp tục đi mà lao tiếp nhé, không sao bắt được đặt chặt đâu. Hôm nay anh ơi, lần đây còn nằm chờ anh nữa, lần đây nằm chờ anh nữa, anh cứ ra vào. Cho bác bắt tiếp đây, cho bác bắt tiếp rồi không kia, cho bác tiếp không sao. Bịt mắt bỏ, bịt cho anh ấy ra đi, bịt mắt cho bác đây đi, bịt mắt đi không sao, bịt tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì phải là hai bạn già nhìn càng già càng cay và ở trong gương thì vẫn là già, không nhìn xa. Hai bạn vẫn là thanh niên. Cảm ơn khán giả hãy cổ vũ cho hai bạn một lần nữa. Và tiếp tục bây giờ chiến lược như thế nào đây?